câu khởi một niềm sân hận thì cháy tan rừng công đức tư sư câu này có đúng với chánh pháp không xin sư giải thích cho chúng con rõ ờ, cái này nó có một vài cái vấn đề như thế này thứ nhất là trong cái việc mà mình nóng giận ấy nó có nhiều cái sự tai hại đầu tiên khi mà mình nóng giận khi mình sân hận thì mình không làm các thiện pháp khi mình sân hận thì mình không làm các thiện pháp à, khi mình tham ấy mình còn làm thiện pháp khi mình si ấy mình còn làm thiện pháp nhưng mà khi mình sân là mình không có làm thiện pháp ví dụ như mình tham ví dụ như mình tham phước à, ví dụ, hoặc là mình nhiều người họ ham được à, à, mua may bắn đắt rồi phát tài phát lộc nhưng mà chính bởi vì cái lòng tham đó họ có làm phước rồi nhiều người vì si tức là vì vô minh không có hiểu rõ bốn đế à, nhưng mà họ cũng có thể họ làm phước nhưng mà cái người mà sân đang nóng giận thì đừng có nói cái chuyện làm phước gì ở đây hết trơn hết trời đấy cho nên đó là cái hại, tai hại đầu tiên của tâm sân. Cái tai hại thứ hai của tâm sân ấy là khi mình có tâm sân thì mình rất dễ hối hận với những cái việc thiện mình đã làm. Xin lấy ví dụ như à, mình bố thí cúng dường cho một người nào đó và sau đó mình phát hiện họ không xứng với cái việc mình đã bố thí cúng dường thì khi đó mình nóng giận và trong cơn nóng giận đó mình rất dễ có cái sự hối tiếc với cái điều thiện mình đã làm nha và mà quý vị biết khi mà mình có cái lòng mình hối hận với cái phước mình làm ấy thì sau này khi cái phước nó trổ quả mình không hưởng được xin lấy ví dụ như trong trường hợp hồi nãy thì cái người mà họ đã bố thí cúng dường sau này họ rất là giàu nhưng họ giàu là một chuyện nhưng họ không có cái phước để họ hưởng cái sự giàu sang đó đem lại. Uhm, quý vị có biết là có những cái người tỷ phú nhưng mà họ ăn như là một cái đứa ăn mày à, hoặc họ tiêu xài nhưng mà họ tiêu xài nó cái sự hưởng thụ của họ nó không đáng vào đâu so với số tài sản mà họ có. Uhm, tức là họ không có đủ cái phước để họ hưởng cái quả đem lại đấy do đâu do khi mình làm phước mà sau này do cái sự nóng giận mà mình hối hận hối hận về nó ừ. rồi cái nữa là cái tâm sân ấy nó ngăn trở cái quả của thiện pháp tại vì sao bởi vì khi mà mình sân thì tức là giống như là mình đang có một cái mảnh đất xấu, thì trên một mảnh đất xấu, những cái cây tốt mà nó mọc lên, nó cái quả nó cũng còi cọc. Cũng vậy khi mà tâm sân của mình xuất hiện, là mình sẽ cản trở, cản trở những cái quả thiện nó phát sinh. Nha. Chính bởi vì như vậy, thành ra nhiều vị ví von, ví von khi mà có tâm sân xuất hiện nó thiêu rụi cả đường công đức là như vậy đấy.